buổi sáng em cứ đi ngang phố Lộc Thọ bà con. Ở đây cũng có một nhóm người giống như ủng hộ tổng thống Donald Trump đó bà con. Và đang trước cửa phố Lộc Thọ. Bữa nay ngày 2 tháng 3 2024. Đây là bà con nhóm người đứng mưa bà con. Tuy là mới mưa hồi nãy, chắc chút xíu cũng còn mưa nữa. Nhưng bà con vẫn vẫn trung thành ủng hộ tổng thống Donald Trump nha bà con. Thì chút xíu em ghé thì em cho bà con coi cái tình hình ở đây ra sao nha bà con. Ở đây là tổng thống, bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump. Tuy là mưa gió nha bà con, mới mưa xong thì chuẩn bị mưa nữa. Thì tình hình chút xíu là mình sẽ biết mọi thứ ra sao nha bà con. Đây là cái phóng sự tường thuật chút xíu cho bà con về tình hình quan cảnh bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump. Tuy là rất là lạnh nha bà con, mưa gió rất là lạnh nha. Mới mưa xong thì khoảng chừng chút xíu mưa nữa, tại vì giờ bây giờ đang chuyển mưa tối dữ lắm bà con. Tình hình là bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump 2024. Thì em ghé vô đây chút xíu cho bà con coi tình hình ủng hộ ra sao nè. Đây là bà con ở Nam Cali đó bà con. Thì thường thường cuối tuần là bà con hay ra đây ủng hộ tổng thống Donald Trump lắm. Thì em sẽ ghé vô đây chút xíu cho bà con coi tình hình quan cảnh nó ra sao nè bà con. Đây là bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump. Đây là khu trước phố Lộc Thọ nha bà con. Em kiếm cho đầu xe không biết về được không, kiếm cho đầu xe đặng em vô em quay cảnh tường thật tổng thống cho tường thật cho bà con coi khung cảnh như vậy sao. Đây là khu chợ Á Đông, chợ Á Đông này đối diện phố Lộc Thọ đó bà con. Và bên kia giống như là bên kia đường phố Lộc Thọ vậy đó. Chợ Đông này cũng giàu lắm, có tới mấy chi nhánh lần. Có chiếc cơ chợ cái treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa với lá cờ cờ Mỹ. Thì em sẽ đi vô quay mấy người ủng hộ tổng thống Donald Trump cho bà con coi. Đây là trước cầu Phố Lộc Thọ đó bà con. Phố Lộc Thọ bà con cuối tuần là con tụ tập về đây mua đồ này cỡ nọ là nhiều lắm. Ở đây là trong đây có đủ hết, tiệm ăn, nhà hàng, tiệm vàng, tiệm bác sĩ đầy đủ hết. Cảm ơn anh. Thì có cỡ nhà cỡ đồ rồi đầy đủ hết đó bà con. Thì em sẽ ghé vô phỏng vấn chúc hết bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump cho bà con coi biết tình hình ở Nam Cali nha bà con. Ở đây bầu trời rất đẹp, tuy rất đẹp nhưng mà trời mới mưa nha bà con. Trời mới mưa chút xíu mưa tiếp thì em sẽ vô đây ủng hộ coi khung cảnh bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump sao cho bà con coi ha. Có gì bà con ủng hộ em, phố Cali Bosa TV số 9 nha bà con. Và em sẽ quay tưởng thật phóng sự tin nóng hổi này kia cái nọ là tin tức ở Nam Cali. Bên kia là Phước Lộc Thọ đó bà con. Bên kia là Phước Lộc Thọ đối diện. Bây giờ trời gió rất là lạnh nha bà con. Tuy nhiên tại vì trời mới mưa mà, tuy nhiên bà con vẫn đứng ủng hộ tổng thống Donald Trump. Thì em sẽ ra đây chút xíu cho bà, sẽ ra chút xíu cho bà coi cảnh tường thuật bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump ở Nam Cali sao nha. Trời mưa mới mưa vừa mới vừa mưa mới vừa mưa xong nha bà con. Bà con đợi chút xíu nha. Thank you.
bà con đợi chút xíu nha bà con. Đó là bên Phước Lộc Thọ đó bà con. Đó, bà giờ em ra một chỗ người ta ủng hộ tổng thống Donald Trump cho bà con coi tình hình ủng hộ sao ha. Là trước cửa Phước Lộc Thọ đó bà con. Phước Lộc Thọ này kiểu như cuối tuần thì bà con ủng hộ đông lắm. Này bà con biểu tình ủng hộ tổng thống Donald Trump. Tới gặp nhân vật nổi tiếng Bùi Kim Thành nữa các bà con. Thơ ký của lịch sử Bộ Kim Thành mà. Tất cả là bà con thấy không? Bây giờ là cuối tuần. Trời mới vừa mưa xong nha bà con. Mới vừa mưa xong rồi bây giờ là chuẩn bị trời mưa nữa đó bà con. Trời chuẩn bị trời mưa dữ lắm đó bà con. Nhưng mà gió rất là lạnh đó bà con. Tuy trời gió rất là lạnh nhưng mà bà con mình vẫn trung thành với lại tổng thống Donald Trump nha bà con. Mỗi cuối tuần là bà con hay tụ tập ra ngoài chỗ Phước Lộc Thọ này chơi lắm. Nhưng mà có số bà con này ủng hộ tổng thống Donald Trump. Thì cái này em chỉ quay tình hình cho bà con coi khung cảnh những người ủng hộ tổng thống Donald Trump. Này là trên đường Sài Gòn nha bà con. Trên đường Sài Gòn trước cửa Phước Lộc Thọ mình tương lai có thêm một cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị xây nha bà con. Chuẩn bị xây bên đó một cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, chuẩn bị xây ngày gần đây thôi. Có cái cột cờ Mỹ thì đã từ lâu rồi nhưng mà ngày gần đây sẽ có xây thêm một cái cờ Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu có cái cờ Việt Nam Cộng Hòa nữa thì chụp hình chắc hơi đẹp. Tình hình là bây giờ trên đường phố vẫn đông xe nha bà con, tại vì bây giờ khoảng chừng 12 giờ 1 giờ. Có một nhóm người cũng đông mà con, khoảng 20 người vậy đó. Thì cũng còn tổng thống Donald Trump nha bà con. Gió rất là mạnh nha bà con, mới mưa xong mà chuẩn bị trời mưa nữa. Tuy là gió rất là mạnh thì bà con vẫn gia đình ủng hộ. Hình như mỗi tuần là đều có đó bà con, nhưng mà có từng đông từng không đông. Nhưng mà bây giờ tại vì mới 10 giờ mưa xong á, mới vừa trời mưa là cũng ít người thôi. Đây là bà con ủng hộ tổng thống Donald Trump đó nha bà con. Cứ mỗi tuần là tuần nào cũng có hết. Tuy là trời gió rất là mạnh, rất là to nha bà con, tại trời mới mưa xong. Trời mới mưa xong mà bây giờ chuẩn bị trời mưa nữa, nhưng mà tinh thần bà con vẫn cao, ủng
hộ tổng thống Donald Trump mình. À, cứ mỗi tầng lầu ngoài đây đều có hết. Thì bà con nào mà muốn ủng hộ tổng thống Donald Trump thì cứ cuối tầng ra đây. Đối diện cũng rất là thuận nha bà con. À, rất là trời gió to lắm bà con, tại mới vừa mưa xong rồi bà con. À, thì chút xíu sẽ mưa nữa. Nhưng mà bà con mình vẫn tinh thần ủng hộ với rất cao. À, thì bà con nào nói tóm lại ủng hộ tổng thống Donald Trump thì cứ cuối tuần mình ra đây mình cứ cùng với là mấy chị với là mấy anh ở đây. Gió rất là to bà con, tại vì trời mới mưa xong bà con. Mình là đối diện với Phố Lộc Thọ đó bà con, bên kia đường là Phố Lộc Thọ đó bà con. Gió rất là mạnh tại vì mới vừa mưa xong. À, chút xíu nó trời mưa nữa đó bà con, nhưng mà bà con mình vẫn trung thành ủng hộ tổng thống Donald Trump. Tội nghiệp mấy cô rất là trời lạnh nha bà con, gió rất là to tại vì mưa mới vừa xong mà. Gió rất là to, rất là gió lo mạnh lắm bà con, tại mới mưa xong. Bởi vậy bà con mình vẫn trung thành ủng hộ tổng thống Donald Trump. Cứ mỗi tầng là đều có ra đây hết, bà con nào mình muốn ủng hộ thì cứ ra trước Phố Lộc Thọ bà con. Bữa nay là thứ bảy. Thôi cầu chúc tổng thống Donald Trump năm 2024 thành công nha. Tại vì chúng bà con dân trên nước Mỹ là đang cần tổng thống Donald Trump. Gió là nói gió mạnh lắm nha bà con, tại vì trời mới vừa mưa xong đó, thì chút xíu vẫn có thể mưa nữa. Thì em xin gặp ủng hộ có người bảo vệ nữa bà con, ở Mỹ mà ủng hộ là có người bảo vệ liền. Dạ, để em gặp anh này ủng hộ tổng thống Donald Trump. Anh Tony, xin anh Tony có đôi lời chút xíu bữa nay. Anh Vũ hả? Anh Tony dạ, không, em là đệ tử rồi. Đệ tử của ai? Em là Phú Calibur Sao TV. Trời, Phú Calibur. Dạ, trời mưa mà gió to quá mà anh Tony vẫn ra đây ủng hộ tổng thống Donald Trump. Dạ, đây là vấn đề quan trọng của đất nước Hoa Kỳ này, nghĩa là Make America Great Again, thì đó là bổn phận của tất cả mọi người muốn giữ vững đất nước Mỹ phồn thịnh và tự do dân chủ, thì chúng ta phải góp phần vào trong lĩnh vực có một cái thái độ chính trị. Thái độ chính trị đầu tiên là Make America Great Again nhá. Thái độ thứ nhì là chúng ta phải ủng hộ những cái chính sách gì mà giúp cho nước Mỹ vững mạnh. Ví dụ như về vấn đề open border thì chúng ta chống những cái vấn đề mà mở rộng biên giới cho những người nhập cư trái phép vào nước Mỹ. Chúng ta không chống những người immigrant, không chống những người nhập cư, nhưng mà muốn vào nước Mỹ thì cũng phải qua cái thủ tục hành chính cho đúng phép, giống như người Việt tị nạn của chúng ta cũng phải trải qua một cái thời gian chuyển tiếp thì mới được vào nước Mỹ. Và đồng thời khi vào nước Mỹ phải tôn trọng luật lệ kỷ cương của nước Mỹ, và đồng thời phải học hỏi để giúp đỡ cho nước Mỹ được thăng hoa tiến hóa về mặt kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Còn những người vào nước Mỹ này mà suốt mấy chục năm không chịu học hỏi, ăn học gì hết mà ăn bám vào xã hội thì đó là những người rất là đáng trách, làm cho nước Mỹ lụng bại. Đó là những người mà không có tinh thần trách nhiệm, không có ý thức về tự do đúng đắn. Đó là những gì mà Tony muốn chia sẻ đến quý vị đồng bào. Thì quý vị có thể bị lý do này lý do kia bị đưa phải ở nhà, nhưng mà tâm hồn của quý vị phải hướng về là MAGA, là Make America Great Again, tức là quý vị cũng đang đóng góp cho nước Mỹ này, và quý vị xây dựng nước Mỹ này cho không những cho chúng ta hiện tại mà cho cả thế hệ con cháu của chúng ta mai sau. Đây hình ảnh viết của Calibur Sao TV này nhá. Anh Tony này là cũng có chức quyền ở trong thành phố này, thành phố Westminster nha bà con, chứ không phải là dân bình thường. Anh là nổi tiếng, anh nổi tiếng với cái cây lắm lắm bà con. Anh cũng làm chức quyền ở trong thành phố Westminster lắm. Có một cái được đảm trách một việc vụ là Planning Commissioner, tức là kế hoạch ủy viên quy hoạch thành phố Westminster, tức là những cái kế hoạch gì phát triển thành phố phải đưa qua 5 người, rồi 5 người đó duyệt xét cho nó đúng hợp lệ về mọi phương diện, nhất là về phương diện safety, an toàn, an ninh cho thành phố. Thì chúng tôi có nhiệm vụ duyệt xét và thảo luận và biểu quyết theo ý kiến đa số.
khăn, không có vấn đề gì mà gọi là tham nhũng hối lộ gì cả, vì chúng tôi làm việc là volunteer, không volunteer tức là không có lấy tiền gì của chính phủ, không được hưởng lương hướng gì cả, chỉ trả đủ tiền xăng để đi họp hành mà thôi. Quý vị nên nhớ như vậy. Chúng tôi cũng mong là tất cả những quý vị có khả năng về mọi phương diện thì nên đến thành phố để xung phong vào những cái commissioner của thành phố, như là về ủy viên kế hoạch, ủy viên giao thông, ủy viên văn hóa, ủy viên về công viên và ủy viên lo cho những người lớn tuổi nữa. Đó là những cái commission mà đòi hỏi tất cả sự đóng góp của quý vị. Dạ, gần tới bầu cử ở Nam Cao Ly này thì anh xin mời anh Thanh Ni có chút ít nào đôi lời gì về chuyện bầu cử không ạ? Dạ anh ơi, bầu cử sắp tới rồi, mùng 5 tháng 3 này, sắp tới rồi. Nhớ đi bầu nha. Nếu mà đã có phiếu rồi thì cố gắng đi bầu, chọn những người nào có khả năng để mà đảm nhận những chức vụ quan trọng giúp cho cộng đồng của chúng ta phát triển. Một cái vị trí rất là quan trọng đó là supervisor, mà hiện tại ở trong cộng đồng ta có 5-6 người Việt Nam tranh một chức, thì điều đó cũng tốt, cho thấy là đây là một chế độ dân chủ, tất cả mọi người đều bình đẳng để được ra tranh cử. Tuy nhiên trong số 5-6 người đó, quý vị phải là người phải có cái nhìn rõ ràng để chọn đúng người, những người có tài, chữ T tài, trí có chữ T luôn, có tâm á, có thể tức là có thân thế và sự nghiệp, và có chữ tín, đó năm yếu tố đó quý vị sẽ dùng đó làm chọn mọi người. Nhưng mà cho đến nay thì tôi thấy trong số 5 người Việt Nam của chúng ta thì tôi thấy bà Janet Nguyễn cũng là người có tài, nhưng mà bà ấy đang được người ta bầu lên vào chức thượng nghị sĩ, mà tại sao lại chạy xuống đây một chức vụ mà người ta đã bỏ công ra rất nhiều để đưa bà lên chức đó mà không có ngồi làm tròn nhiệm vụ, mà lại chạy xuống vùng quận hạt này để tranh giành những chức vụ nhỏ như vậy, có phải vì tiền hay bà quyền lợi hay không? Do đó cô trên đất huyện hãy suy nghĩ lại, đừng có làm mất uy tín, mất danh dự, mất thể cách của mình. Bà Janet Nguyễn đã tự hại chính mình, vì nếu mà không thắng kỳ này bà sẽ bị mất uy tín rất nhiều. Người kế tiếp là ông Trần Thái Văn, là một người luật sư đã từng làm việc từ thời ông vừa mới ra sinh viên. Ông đã dấn thân vào những sinh hoạt của trong cộng đồng để giúp đỡ người book people rồi quý vị nhá. Rồi vấn đề mà Little Sài Gòn, danh chương Little Sài Gòn, ông cũng là một trong những người đề xướng ra và ủng hộ đà làm việc hết mình để có danh xưng Little Sài Gòn ngay tại đây. Rồi ngoài ra thân thế và sự nghiệp thì bố của ông Trần Thái Văn là một người giáo sư Anh Văn rất là nổi tiếng và đã có công làm ra nhiều cuốn sách giúp cho người trẻ Việt Nam học hỏi tiếng Anh rất là dễ dàng, đó ông Trần Kim Liên. Rồi cậu của ông Trần Thái Văn là ai? Dư Quốc Tống, là một tướng trung tướng nhảy dù, cũng một thời oanh liệt ở Việt Nam của chúng ta, hết lòng vì đất nước. Đó là còn người mẹ lại là vừa nha sĩ, thành ra thân thế và sự nghiệp của một người, họ có thân thế tức là có gốc có rễ, thì cái xác suất, cái khả năng để cái người đó làm những điều sằng bậy tranh danh đoạt lợi rất ít, trong khi những người mà không có thân thế sự nghiệp, xuất thân từ những người mà không có làm được nên sự việc gì, thì họ có khuynh hướng tạo ra nhiều điều bất lợi cho cộng đồng của chúng ta. Do đó chúng tôi thiết nghĩ đồng bào nên dùng phiếu cho Trần Thái Văn thay vì hiểu sai lầm về bà Janet Nguyễn, vì bà đây rất giàu nghèo, nhưng mà vì thể chất có nhiều người đuổi bà đó về trở lại thượng nghị viện Hoa Kỳ, thượng nghị viện California, đuổi bà về đó để bà làm việc cho dân chúng chứ đừng xuống đây làm việc. Đó là tầm nhìn của chúng tôi. Còn riêng các bạn khác như ông Michael Võ trên và Kim Ly Hồ thì rất là những người trẻ mới vươn lên, các bạn có muốn thử sức để ra tranh cử đó là điều này thôi. Dạ, thấy như em nghe nói là Phú Ông Thọ là mình được gần anh Trần Thái Văn với lại anh luật sư Trần gì đó, tất cả bà con chuẩn bị có cái cột cờ, đúng rồi, xây cột cờ Việt Nam Cộng Hòa thì anh nghĩ sao ạ? Quý
vị ngó bên kia đang đã có một cục Mỹ ngay tại Phước Thọ, và ông Triệu Phát là một trong những thành viên của ban hội đồng quản trị cho biết là trong vòng năm nay họ sẽ dựng thêm một cái cột cờ nữa và sẽ treo cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Đó là điều đáng mừng nhờ công lao của những người dân biểu và nghị sĩ, nghị viên của thành phố Westminster làm việc sốt sắng với ông Triệu Phát để khuyến khích ông lập nên cây cờ đó, và đã được đồng ý hội đồng quản trị đồng ý. Và nay mai đây chúng ta sẽ có cờ Việt Nam Cộng Hòa song song với cờ quốc gia Hoa Kỳ. Đấy là niềm hạnh diện chung của đồng bào chúng ta. Hôm nay hân hạnh được biết anh phố Cali Bonsa TV này nha. Dạ, yeah, với lại em theo anh biết là anh Tony này cũng cũng theo dõi về tin tức của Chùa Bắc Nhã nhiều lắm à. Anh cũng thành viên cũng nổi tiếng Cali, Nam Cali bà con. Dạ, xin anh Tony cho chút ít nào theo như anh biết cái cảm nghĩ Chùa Bắc Nhã thì sao ạ? À? Giờ cuối cùng thì sao ạ? À? Tại vì em thấy thời hạn bán đấu giá là gần hết rồi đó, mà coi chùa mình chuẩn bị là có thể là nếu mà nó chủ mới nó sẽ dọn dẹp đó bà con. Nhưng mà theo như anh Tony thì thầy thấy sao ạ? Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta sang đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta được hưởng quyền tự do kinh doanh, rồi sau khi có kinh doanh chúng ta có tiền bạc nhiều thì chúng ta tự do lập hội, rồi tự do mở chùa, thì đó là những quyền mà người dân của chúng ta được hưởng. Khi chúng ta lập chùa thì chúng ta cũng dùng cái phương thức là mở chùa là cái hội đoàn bất vụ lợi, ngôi chùa bất vụ lợi, tức là ngôi chùa được xây ra cho tất cả mọi người đều cùng đóng góp và cùng được hưởng. Tuy nhiên một số người đã lợi dụng sự tự do luật lệ lỏng lẻo của IRS cũng như của tiểu bang California, nên họ không làm tròn nhiệm vụ của những người như thư ký, thủ quỹ hay là người president, người chủ tịch. Họ đã không làm tròn và họ đã còn cấu kết với nhau để khiến cho một ngôi chùa của quý vị, đóng góp của mọi người được bị thất thoát tài chính và bị thua lỗ, để đến nỗi phải bán cho người khác hay là bị kiện tụng, để rồi quý vị tìm cách chạy trốn trách nhiệm bằng cách bán hay là sang cái chùa của cho những người khác. Đó là hành động gọi là vi phạm luật lệ công thành biến thành của chủ tư nha. Do đó chúng tôi yêu cầu những người nào đã lỡ mua ngôi chùa đó hãy ngồi chung với đồng bào đã có tiền đóng góp cho ngôi chùa từ 30 năm nay, ngồi xuống chung tìm một cái phương thức để giải quyết vấn đề cho được thỏa đáng, để không trở nên tài sản riêng của một cá nhân hay là một gia đình. Đó là điều rất là bất công, và quý vị mà làm chuyện đó thì cái tội của quý vị rất nặng, là tội sáng đoạt tài sản của tư nhân, của công lý công chúng cho thành tài sản của tư nhân của quý vị. Đó là trường hợp đã xảy ra tại chùa Bảo Quang. Là chùa Bảo Quang là tài sản chung của tất cả mọi người, mà một gia đình gồm có người mẹ với hai người con mạo danh là ban quản trị để mà sang đoạt cái tài sản của chùa Bảo Quang. Và hôm nay tôi cho quý vị biết là chúng tôi đã đưa vụ kiện chùa Bảo Quang ra trước công lý, và trong vòng ngày 21 tháng 3 này sẽ có một buổi chút xíu bà con, tại vì xe chở lửa nó ra 10.000. Dạ xin lỗi, mời anh Thanh đi từ đó tiếp ạ. Nhân đây cũng cho quý vị biết là ngày 21 tháng 3 năm 2024, chúng tôi đòi hỏi ban quản trị mà mạo nhận đó đưa tất cả những tài liệu hành chánh và tài chánh để cho chúng tôi được duyệt xét, tìm hiểu xem sự chi thu có công minh không. Nhưng các bạn đó đã tìm cách thoái thác và tìm cách gọi là squash disappear, tức là tìm cách triệt tiêu cái quyền mà duyệt xét hồ sơ của chúng tôi. Do đó 21 tháng 3 này sẽ có một buổi phiên tòa tạm thời để xét xử xem chúng tôi có được thực thi quyền của công chúng là duyệt xét hồ sơ của một tập thể mà thuộc về công chúng hay không. Em đại diện cảm ơn đài phố Calibosa TV số 9. Cảm ơn anh Tony nhiều. Và cuối lời xin anh Tony có chúc lời chúc Tết tới tất cả những người hâm mộ anh Tony nổi tiếng Cali lắm bà con. Kính thưa quý vị,
tôi ra làm việc chỉ vì không vì tư lợi cá nhân mà vì tư ích, lợi ích chung của cộng đồng, nên không có không có một cái mục tiêu gì cho riêng tôi cả. Chúng tôi thấy tôi trước tiên tôi còn sống trên cõi đời này 50 năm nữa, và 50 năm đó chúng tôi sẽ dùng tiền bạc, vật lực và nhân lực và trí lực để bảo vệ cho những gì chính đáng cho cộng đồng chúng ta. Nhân đây thì xin được gọi là gửi lời chúc Tết đến, chúc xuân đến quý vị đồng bào thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt và biết phân định giữa cái công và cái tư, và nhất là biết dấn thân vào những cái việc gì lợi ích chung cho mọi người. Tại vì khi quý vị dấn thân như vậy đó là quý vị giúp đỡ cho con em của quý vị, chứ không phải là giúp đỡ cho ai cả. Đất nước, xã hội mà có an bình thì con em của chúng ta mới phát triển được về toàn diện, về mọi phương diện, trí, tâm và thể. Thành thật cảm ơn quý vị nha. Dạ, anh Tony nổi tiếng quá, bây giờ tương lai anh Tony có dự án gì không à, cho em biết chút xíu à. Dạ, cho bà con thế giới mừng kìa, tại vì anh cũng nổi tiếng quá. Tại vì mình đã đến tuổi này thì là mình dự án của mình là tìm hiểu, học hỏi những điều căn bản về sự công bằng trong luật pháp Hoa Kỳ, cũng như là những luật lệ pháp luật mà nhà Phật đã giảng dạy cho chúng ta là phải giữ đúng tâm trí tuệ sáng suốt, tâm an trí sáng và cái tuệ sáng nữa. Tuệ khác cái trí nha, trí chỉ là knowledge thôi, tuệ là wisdom, rồi tâm trí tuệ nha quý vị. Hình như anh Tony có hình như trung tâm ngồi thiền đúng không ạ? Dạ thưa có, mình cũng có dư tiền nên cũng có mướn một cái phòng làm gọi là tiền thất tự tại để mở rộng ra cho mọi người đến ngồi thiền hoặc là đọc kinh. Và mỗi cuối tuần hay là trong tuần thì phòng tiền thất đó nằm ngay gần Seafood World trên đường Brookhurst. Dạ. Cái đó sinh hoạt mỗi ngày hay mỗi tuần hay sao anh Tony ạ? Sinh hoạt mỗi cuối tuần, và trong mỗi ngày đó quý vị cần đến ngồi thiền, đọc kinh hay là niệm Phật thì chúng tôi sẵn sàng mở cửa cho quý vị vào đó để sử dụng. Cái phòng nó chỉ vào khoảng 12 feet thì đủ để cho một nhóm người khoảng 10 người ngồi chung với nhau thảo luận về Phật pháp, hay là thảo luận về những vấn đề về liên quan đến khoa học, kỹ thuật và tôn giáo. Hân hạnh biết em nha. Dạ. Nếu mà cuối cùng mà bây giờ nếu mà có 3 câu thì anh Tony sẽ nói điều gì ạ? À? Dạ, 3 câu hả? Dạ, có 3 điều á, anh Tony muốn nói 3 điều gì ạ? À? 3 điều muốn trình bày của quý vị là trước tiên là hãy vững tin ở chính mình. Mỗi con người được sinh ra ở cái yên nguyên của mình là có sự thanh tịnh sáng suốt, và hãy đối xử tất cả bình đẳng với tất cả mọi người. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là đừng sợ những cái sự khó khăn trong cuộc sống, mà hãy vững mạnh, vững tin để góp phần vào những việc an vui cho cộng đồng. Vì chúng ta làm như vậy là chúng ta tạo sự an vui cho những con cháu của chúng ta trong tương lai. Và điều thứ ba là luôn luôn nghĩ mọi người là bình đẳng với nhau nha quý vị. Bình đẳng đây không những người với người mà cả người với động vật nữa. Thành ra đạo Phật cũng có dạy, hay đạo Thiên Chúa cũng có dạy là không được sát sinh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối và không lấy chất độc vào trong người. Thì quý vị giữ được 5 điều đó là quý vị sẽ thăng hoa và tiến hóa, trở nên một con người tốt ở hiện tại. Và khi quý vị ra đi khỏi cõi đời này thì quý vị vẫn sẽ mỉm cười vì quý vị đã hoàn thành trách nhiệm của một con người ở trong xã hội văn minh. Anh như là Hoàng ơi, chúc anh Tony mạnh khỏe. Chúc anh Tony mạnh khỏe, sống 500 tuổi nha. Còn xin còn dẫn tụi em lên đi đoạn đường còn dài nữa nha. Hơn. À. Tiếng em tên gì? Em tên Jimmy à. Jimmy, tiếng Việt tên gì? Tên Quang à. Cái gì Quang? Quang. Minh Quang. Dạ, Minh Quang. Minh Quang. Đấy. Em là... Dạ, có gặp anh Tony nha, hẳn anh gặp anh nha. Chúc anh mạnh khỏe. Thầy Di Đà Phật. Đây là em là phóng sự cuối tuần đó bà con. Thì bà con cứ cuối tuần thì cứ ra đây, cứ muốn ủng hộ Tổng thống Donald Trump thì cứ ra đây nha bà con, dám đây đông vui nha bà con. Đây là trước cửa Phước Lộc Thọ. Thôi bây giờ trời chuẩn bị mưa bà con ơi. Tuy là hồi nãy trời mới mưa nha bà con,
cứ mỗi cuối tuần rất là đông bà con, nhưng mà tại vì trời mới mưa, như mưa xong mà bây giờ trời chuẩn bị mưa nữa đó bà con. Bảo vậy, bảo vậy số người đi ngang ủng hộ rất là nhiều không bà con, tại vì trời mới mưa xong bây giờ trời chuẩn bị mưa nữa. Bảo vậy cũng có số bác ấy vô chứ lạnh quá, trời gió rất là lạnh các bà con. Đây là trên phố đường phố Bô Sa, đường lớn nhất ở quận Cam mình đó. Là bên kia đường là phố Đức Thọ đó bà con. Đây, có gì bà con cuối tuần bà con muốn ủng hộ cứ ra đây. Thì tại vì bây giờ trời đang mưa lâm râm rồi đó bà con. Bây giờ em phải xin tạm ngừng ở đây, thì em chỉ tường thuật phóng sự cho bà con. Bà con đi ngang bà con ủng hộ rất là nhiều các bà con. Tại vì trời mới vừa mưa dữ lắm mà bây giờ trời chuẩn bị đang mưa lâm râm nữa. Thôi em xin kết thúc ở đây, xin chúc bà con mạnh khỏe nha, có gì bà con ủng hộ em cuối tuần mạnh khỏe nha. Ủng hộ em phố Cali Quay Xe số 9 các bà con. Rất là đông các bà con. Thường á mà mỗi tuần nó đông lắm bà con, nhưng mà tại vì trời mới vừa mưa xong, bây giờ trời chuẩn bị mưa, nó đang mưa lâm râm bà con. Thôi bye bye bà con nghe. Happy New Year.